ở đây nó nói xong rồi bắt đầu phải khảo sát lại đó, coi coi đúng là đã trả tiền đó hay không. Dạ thì bây giờ anh Út nè, ví dụ như anh nói là ở dưới quê anh giống như là anh thiếu nợ người ta rồi anh dùng cái số tiền đó anh trả, thì em cũng chỉ muốn biết là anh trả nợ người ta hết bao nhiêu tiền. Tại vì ví dụ như hôm nay á, là trước đó cũng có mấy anh em cũng gom gom mỗi người một ít là từ mạnh thường quân, nhà hảo tâm người ta gửi cho anh số tiền cũng rất là lớn đó, nên là ví dụ như anh có trả nợ thì giờ vẫn bình thường, nhưng mà ví dụ để em xác minh là coi cái số tiền đó anh dùng nó có đúng vào cái việc đó hay không, hay là anh dùng vào những cái việc khác rồi phụ lòng của người ta nữa chứ không có gì hết. Dạ thì anh Út, anh Út cứ cứ nói đi là anh thiếu nợ người ta bao nhiêu tiền rồi tới mấy chủ lần. Bây giờ là nói với em như thế này là xem như là anh em tất cả YouTube với lại em cộng lại là hơn 60 triệu đúng không? Dạ đúng rồi, hơn 60 triệu là chưa, là bỏ qua Rồi cái lẻ bây là giờ lẻ. thì ảnh báo cáo đây là bây giờ là ảnh không còn một đồng nào hết. Gì là hết tiền luôn hả anh Đúc? Hết tiền như là anh trả nợ là gần 60 triệu luôn hả? Là có nghĩa là anh em bên của Tâm á Dạ là đã của Tâm không là như là cả 40 triệu hơn hả? Với lại các anh em nữa là giờ hơn 60 triệu. dạ hết Thì luôn. họ nói với Tâm á và là nói là xem như là đã không còn một đồng nào hết. Thì bây giờ hỏi coi xem là tình hình coi là bây giờ anh đã nợ cho ai như thế dạ nào dạ để anh em mình báo cáo mình thường quân để biết được cái thông tin nó chính xác, chứ đó nhiều khi người ta làm cũng là bà con cũng đành lành mồ hôi nước mắt, người ta cũng kịch kịp lại người ta ủng hộ đúng không? đúng rồi đúng rồi, người ta cũng cũng gom tiền của người ta làm ra chứ không phải tiền trên trời rơi xuống mà có Nói nghe sẵn chỉnh rồi. có lòng giảm tắc đồ Dạ chỉnh lại. rồi anh đúng vậy là anh thiếu thiếu nợ những ai nha, anh trả bao nhiêu tiền anh nhớ không? Dạ Có ấy thì có gì em điện hay sao, có gì ấy chứ giờ em lắc nhắc lắc nhắc thì em cũng thiếu rồi, tôi hai ba chủ rồi giờ em cũng nhớ rồi kiểu kiểu lắc nhắc lắc thì đến biển bây giờ báo những cái chỗ đó mà đường phải dây 50 km/h là chỗ đầu tiên thì em thấy còn cái nền nhà đó thì cũng là mình trả bao nhiêu mà sao lắc nhắc gì mà ba người thì chỉ có ba người, chỉ có ví dụ như ba người người mười mấy người hai mấy gì chứ sao mà lắc nhắc, mà kêu điện sao bây giờ điện trực tiếp nè, quay trực tiếp nè cho bà con được 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 rõ. À, kiểu về anh em kiểu vòng vòng ở đó thì cuối cùng em cũng đưa cho anh thứ ba đấy cũng đỡ được mà muộn hay sao? kiểu đi về kiểu anh em kiểu cũng khó khăn gì đó kiểu đưa tiền đóng góp cho anh em kiểu mua đồ ăn bọng rồi nữa này, chứ không phải là kiểu là tụi Là tôi nhiêu tiền đâu đóng góp anh em ăn uống thì nhiêu tiền hả? dạ cái đứa hỏi nó về nó cho ngoại nó dạ Rồi bây giờ phần tính cho ngoại bao nhiêu? Dạ, cho 5 triệu. Rồi 5 triệu. Dạ. Rồi anh tính ở ba người là nhiêu? Cái anh nói cái nền là 20 phải không? Dạ Cái cái đó 20. rồi cái nền là 20 là đó 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 là một chủ là riêng phải không? Rồi. Dạ Dạ. rồi. Giao bạn. Cho bác 3 triệu. Bắt ba 3 triệu là 25 là 28 triệu. Rồi. Em có tính tiền có bao nhiêu không? Cái này ra mình quay lại cho cái này là bạn tính cho cả anh. Rồi, Rồi, 28 triệu. rồi, rồi ai nữa anh? Và tính ra cho chợ em là dòng dòng 15 triệu. Dòng dòng đồng đó Cái này là chuyện gì mà bao nhiêu ngày? cái đầu tiên lên đây rồi em cứ biết là kiểu bỏ lại nhà tôi tại cái kiểu đi nằm bệnh viện là em bỏ lại là tổng 15 triệu, không dài từ lúc quan tâm đưa em lên đây tới giờ. Là tính lên đây đó thì kiểu em về với máy em mới quay lại em kiểu em đi làm Bây giờ mình hỏi anh này nha. Tình trạng bây giờ anh ấy tiền anh làm một lần một cái là coi như là hết sức bình sinh đó. Nếu như thời gian đó mình tâm với lại tất cả anh em lại không trợ giúp thì bây giờ anh sẽ xây xả bằng cách nào?
Còn bây giờ cái thứ này nha, cái tiền ở đây đang giữ. Bây giờ thứ nhất là sẽ chuyển cái tài khoản này, lúc nó 18 tuổi nó sẽ tự rút ra ha. Còn thứ hai nữa, đúng không, bây giờ anh xài, anh có quyền mỗi tháng anh rút ra chỉ là 1 triệu và 1,5 triệu. Còn bây giờ mà ý lại số tiền mình thường quân kiểu này là xem như là cuối cùng người ta thất vọng hết tất cả à. Còn ba dạy dỗ con từ hôm nay, con đã thấy rồi đó, 3 1 là 1 2 là 2 à. Đối với cái tính cách của con và bà, chắc là con ở trở lại thẳng hay ở ở không được đúng không? À, ở được không? Bây giờ con quay lại nói chuyện hay với thợ bánh cho. Giờ lấy dấu điện thoại dấu mà. Ở đâu? Bây giờ còn vấn đề con hãy cái điện thoại đang con gì nữa, thằng con có thể là con sẽ dùng cái điện thoại mà nói với con à. À, cái điện thoại đó, cái câu kia là nói liên quan cái đó, điện thoại con liên hệ với lại Mạnh Thường Quân, tức là những người mà trong cái tin nhắn ba không trả lời ba, đã ba nói còn ai muốn cho quà hay bất cứ cái gì liên hệ với là ba, con tự ý kết bạn với những người mà con đã xem trong đó à. Con tự ý, con nghĩ lại Mạnh Thường Quân lắm, con kết bạn những người trong đó là con coi như là bà, là ba cũng giật mình được về vấn đề cái tính cách của con luôn đó. Cho nên là bây giờ là ảnh hưởng rất là tầm trọng về vấn đề cái điện thoại. Cái cô, à, cái chú Tâm nói là cái cô đó là bây giờ lấy điện thoại lại luôn á. Anh nói này Tâm. À, thì sau khi anh nói cái sự việc đó thì em cũng có liên lạc lại với cái chị mà gửi cái món quà là cái điện thoại đó cho bé Tính á. Thì chị thấy là cái việc bé mà dùng cái điện thoại mà nó sai mục đích như vậy chung cũng ảnh hưởng đến sau này nữa. Nên là em có bàn với chị nói là thì thôi bây giờ có cách nào giờ tạm thời này, giữ cái điện thoại lại và sau này để cho bé Tính tập trung nó lo làm công việc, chứ để nhiều khi điện thoại nó lo thứ nhất cái chơi game, rồi thứ hai nữa lên mạng xã hội làm những cái giống như cái anh vừa nói đó, là Mạnh Thường Quân người ta gửi quà này kia, đáng lẽ con cũng không có quyền mà tự ý mà nhắn tin mà đòi gì, nó ảnh hưởng đến rất là nhiều cái luôn, con phải suy nghĩ đến vấn đề đó. Nên là cô đó là muốn là giữ lại điện thoại chứ còn không có phải là lấy lại, nên tạm thời là sẽ giữ lại để sau này để coi con có thay đổi gì hay không, để muốn tốt cho con thôi, con hiểu không Tính? À, tại vì cái sự việc xảy ra con thấy không, nói chung những cái việc làm của con có thấy cái sai của con không? Ừ. Tại vì trước giờ ai cũng thương, người ta thương người ta cũng gửi cho con cái món quà để cho con giải trí này kia, liên lạc với mọi người, nhưng cũng không ngờ con chính cái điện thoại đó con lại đi nhắn tin riêng đến từng người như vậy cũng đâu có hay. Ví dụ người ta có gửi quà về á thì bao hút cũng nhận, cũng để đó cho con chứ đâu có ai lấy của con làm gì mà con nhắn tin riêng, chứ con có dụng ý gì mà con phải nhắn tin riêng như vậy. Có cái niềm tin của người ta đặt vô con rất là nhiều luôn. Ví dụ giờ mà lấy cái điện thoại lại con có đồng ý hello hay không? Hello. Đâu tới hồi cô? Dạ. Ở đâu tới hồi, đang trong phòng hay vậy? Điện thoại con đâu? Điện thoại con đâu? Trời, mấy nay khỏe không? Dạ khỏe. Trời, mặt này nhìn tươi dữ ta. Dạ. Mới ngủ dậy hay vậy? Dạ. Dạ ba đâu?
đọc lại cái số Zalo em, mà anh gửi cái clip cho em. Này gọi chú Tâm có gì không? Có em đây. À, không. Có chú Tâm đâu, anh gửi qua Zalo coi. Là cái vụ gì? Ừ. Mà ổng mặt là sao? Đúng rồi, bên em là gửi lại cái tự do không có chặn. Con với bà Phúc á là đi lên công an. Xong cái mẹ không với ông cha dượng con trả xuống công an rồi. Là chạm mặt luôn. Dạ. Ngày hôm qua con chạm mặt cha dượng luôn. Dạ. Cái lúc mà con gặp rồi con thấy mẹ không có vui không? Không. Thấy căng thẳng hả? Rồi thấy mặt cha dượng con, ví dụ bây giờ con nhìn mặt cha dượng lại cha dượng con, cha dượng có nhìn con không? Không nhìn luôn, có nghĩa là chạm mặt nhau luôn. Chạm luôn. Cấp đó chắc bỡ ngỡ dữ ha. Phải không? Dạ. Cấp đó có hồi hộp không? Có. Ừ. Rồi qua đi làm việc lâu không? Mất thời gian lâu không? Rồi nửa tiếng vậy ha. Dạ. Rồi về 3 phút có nói gì không? Thì nói với con là để công an tự điều tra, tự giữ. Đúng rồi. Không biết vậy. Ừ. Như vậy là giống như là bây giờ cái vụ việc này đó là mình giao hết cho bên cơ quan công an, người ta điều tra, người ta sẽ giải quyết luôn ha. Dạ. Bây giờ cũng mừng rồi. Nói chung thì có tính này thấy có giá thật chứ ta. Chức năng thì mời con nè. Tết rồi chứ 3 phút nè. Đây thấy như là thấy chung là nắm rõ, nhưng mà có vẻ như là có thật lúc trước phải không? Vậy thì cũng mừng cho con đó. À, thấy mặt cậu tròn lên rồi. Việc trước đây thì lý dùng cái nỗi buồn thì con cũng đừng có để ý nhiều ha. Gặp không gầy là học hành sao rồi? Gặp như hồi xưa đen xì đen thu rồi lùi. Ô giúp người giúp gì ông, mặt ông mà giúp gì xạo quá. À, rồi con giống như là 3 phút cho con đi trải nghiệm đúng không? Dạ. Rồi ví dụ như hôm ra là con đi thực tế vậy rồi con thấy làm sao? Thấy toàn người ấy. Người ấy là sao? Nguyên cái gia đình họ tới rồi, tội nghiệp luôn á. Dạ. Người chồng á thì bị tật cái giò mà nó kéo làm sao? Rồi bà già một xương gãy xương. Ừ, mai mốt là không có gọi là bà già nha, gọi là cụ bà. Dạ. Ừ. Con chưa hiểu, con gọi là bà già nó không có được hay yếu. Ví dụ như mình nhỏ tuổi á, mình gặp mấy cụ lớn tuổi á, mình kêu là mấy cụ bà. Đó, cụ bà dạ. nghe nó gần gũi hơn. Dạ, dạ, cứ kinh nghiệm nha. Anh sẽ chuyển về dưới cho em. Rồi, con đi với bé Nhân phải không? Em từ cấp bây giờ là dạ, hai anh em bây giờ là phải đi như vậy rồi. Rồi cứ suy nghĩ như thế nào, cái gì mới thấy những trường hợp đó rồi. Con về con suy nghĩ như thế nào? Dạ. Hai thì là 18 tuổi. Thật ra thì con cũng dạ, cũng không có thể giúp gì được nhiều. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng anh mà ba cũng dẫn con theo là để cho dạ, con trải nghiệm thực tế đó. Rồi. Tại vì xung quanh cuộc sống thì mình cái tiền mà người ta thương người ta gửi cho hai cha con là để sau này hai cha con như mình nhiều khi á mình cảm thấy mình bị thiệt thòi trong đời vấn đề này. Sống. Nhưng mà với lại mà không quan trọng cái tiền, giả sử bây giờ tiền của anh là giống như cái tiền tiết kiệm, tiền đầu tư thế này đó, người ta còn bên em là cũng hết 60 triệu đi. Rồi bây giờ chú Lâm nói ví dụ đơn giản là ví dụ bây giờ con nói còn không có tiền, con không mua cái đôi dép mới thì con mày giúp cũ đi đó. Trong khi đó ngoài xã hội còn có nhiều người khác, người ta bị khuyết tật cái đôi chân, người ta không thể mang dép luôn. Dạ. Nói chung là em nói cái đơn giản này, dạ, giả sử như không có số tiền đó con, rồi anh Đúc với chị thì sao? Tâm thấy, dạ, không, ví dụ thấy, chưa có số tiền đó, cuộc sống của ảnh Đúc giống như đâu. Nên là trân trọng những điều đó, trân trọng những người xung quanh mà đã yêu thương mình. Những người mà các cô chú á, anh chị á, ổng là yêu thương con á. Con đừng có để cho mọi người. Alo nghe em. Dạ, hôm nay em đi bây giờ em nói cái ví dụ là bây giờ giả sử như hai cha con mà không có số, những cái số tiền đó thì dạ, bây giờ cái cuộc sống đâu tối đi tới khuya lúc này đâu. Giờ lên trên Tây Ninh tạo điều kiện có công việc làm vậy, đi đi khuya ăn uống nghỉ ngơi này kia, chỗ đâu có tốn cái mệt đâu mà tiền đâu mà cứ mà vui không bị hầm hục
Hôm bữa chú Tâm có coi có xem một cái clip là giúp đỡ cho có bà cụ nào mà ở ngoài đường á, rồi ba Phúc nói mỗi đứa chích tiền cá nhân ra có không, bỏ từng túi ra phải không đó. Thấy chưa, bây giờ con mới giống như bây giờ con chưa có làm gì ra tiền, nhưng mà con cũng có được những số tiền cũng như của cô bác đã cho á. Con ví dụ con bỏ tiền túi con giúp người ta vậy, con cảm thấy con rất là thoải mái, còn cảm thấy vui không? Mai mốt ví dụ làm ra tiền nhiều mình mới giúp được nhiều cho người ta, khi mà cái clip họ thấy con cái giờ họ giống như mình trải nghiệm thôi. còn liên hệ Rồi hôm qua con hả? cái Có vụ thể nghĩ việc lại mà là con có rất là làm quan trọng sợ thì rất là nhiều nha, con có suy nghĩ gì con không? nói là con phải sống thật theo cái lương của mình, ở nhà chính của mình ở đây Cái chuyện đó thì thì bây giờ dưới mình cứ ở để nhà đây cho là con bên không công an coi người ta làm việc xong đây ha. thì là Rồi mình nói con chung bây giờ mình sẵn cũng sàng đã đưa làm cho cái sự con. việc đó ra ánh sáng rồi, Ví dụ như mình ba làm một cũng người, chờ con công là an một với người người, ta con dọc không một có gì con ba cái là ba hiểu làm thôi. luôn. Cái sắp tới của mình là Con có người tự ta dọc cuộc sống được luôn. dạy dỗ như vậy không? Mà người ta nói Ăn là cơm ngoài chưa? xã hội là ăn thua ngoài xã hội, ba là một cái người Dạ, mấy nay ăn được cho nhiều xã không? hội cho sống phẳng thì ở nhà. Hết gầu rồi Tại ha, sao những cái mấy bữa trước con gầu ăn không nổi gì, lớn là mới có những chuyển hành tính động nay là nhìn tính nay nhìn đẹp trai hơn bữa nay là phấn trai phấn khởi trong người rồi đó chuyển không kiểm soát được đó. Tôi thấy cái ha. này một ngày công việc Ủa của bữa là anh chết rất là con mệt nói là mỏi, con có đi phải chơi không? với Hả? bé Nhân là mình đi Công đâu trình vậy, là tạo điều kiện cho tụi con ngoài cái việc mà đi chứ, vui chơi ăn uống đi mà. chơi á, đi đâu Hả? đi đi đâu ban đêm đó, đi ngoài đường á, Trong cái đầu con suy nghĩ hay là là cho cái đi chỉ đi giúp người bán thôi, nhiều người dưới. Đúng không? Giúp người thôi. Vậy Thôi ban cái ngày kiểu thì này con ở cái nhà không núi làm vàng gì? nó cũng lỡ nữa. Nhiều khi cái số tiền đối với Có 60 nhớ triệu đây nhà là mấy đứa này đâu phải là anh em dòng họ nhớ của nhớ con chứ đâu nhà đâu mà ở nó dưới đây sợ. không? Dạ. Nhà chú Số tiền hả? 60 triệu nhiều khi người ta Ở làm mấy nhà năm thật trời thắm mới được cái số tiền đó. Mấy người mà có làm có việc làm ổn định đó ngày nha. đầu hai ngày đầu Nhớ ngày mai mốt có là dịp về chơi. anh em là tất Có cả nhớ chú là Tâm với mọi đứa người không? thì con lúc đó thì con ráng cố Thì có gắng để nhớ mấy chú Thắng con đồ tỏ ra gì nè, hết hay là là con người chú là Vũ rồi, có nhớ không? tại sao con Nhớ tỏ không? ra gì vậy, con Có về kết diễn bạn đó, với chú cũng khoảng Vũ một hai rồi. năm ba năm Có cũng nói vẫn chuyện được với chú vậy. Vũ không? Có lâu lâu nhắn tin mà. Rồi hôm nay là hai anh em là Vậy vậy nói anh chung tính là khăng tính khít nhau nhiều hơn không, hay là với hai chỉ là cha con có tính là mình giải quyết thế nào anh? mới làm quen thôi, Thì hôm nay đó, là giống bây như giờ hai anh em là nếu đã giống như là mà hòa đợi hảo với quyết định nhau về chưa? dưới. Dạ. Hòa hợp nhau Thì số tiền đó anh sẽ giao cũng lại cho mừng em, thì rồi, sau này cuộc là sống của con quyền hạn sẽ đỡ hơn rất là em phải nhiều. có cái chữ ký trong đó, khi mà rút phải có em. Dạ Anh dạ. giao nhiệm vụ cho em, anh sẽ công bố cho cộng đồng mạng. Dạ. Thôi đừng đừng có lo nghĩ nhiều, Là mỗi mỗi tháng tháng nữa là rút ra 1 triệu. chú Tâm thấy còn còn Mỗi là tháng rút sướng 1 rồi đó, triệu, đâu có lo dạ. nghĩ nhiều Mỗi tháng đâu. có rút ra. Dạ. Rồi bây Mai giờ mốt nghe nói là em mình còn sao không chuyện được gặp cho chiếu võ không? hai hai cha Dạ, có con biết chuyện quyết nào định không? sao Ừ? Ngày bằng cách trả lời không thì Mốt học võ về sẽ chắc lên phần mềm là lắp trả hàng lại tiền chú đó Tâm luôn rồi. Rồi có ba số quà của anh tặng cho bà con hết. Vậy là có ba phương án, một là gửi cái tiền để về cho em, là mỗi tháng em Rồi gọi cũng điện như chú là Tâm đưa đi, rồi chú cho Tâm nắm tình hai hình cha rồi, con bao nhiêu tiền đó, thì 1 triệu có gì gì đó. ngày nào Hai nữa về là tới alo chú 18 Tâm tuổi người ha. tính muốn rút được, có đó tự quyết định bản thân mình được rồi thì Bye rút gì nha. rút. Phương án thứ ba là nếu như bây giờ cái tình hình mà hai cha con mà giống như đã gọi chung không có làm đúng với cái tấm lòng của Hello. các nhà hảo tâm gửi rồi chắc phải gửi Hello. trả lại Đâu tới hồi vậy cô? đó, thì giờ do hai cha con quyết định Hello, tới thôi. hồi đây trong phòng hay vậy? Em sao cũng được. Ok, con sao? Trời, mấy nay khỏe không? Em khỏe. Trời, mặt này nhìn tươi dữ ta. Dạ. Mấy buổi vậy Con vậy? đang suy nghĩ là sẽ về giới thử đúng không? Dạ, ba đâu? Hả? Ba con ngồi đây trước. Đi chơi là gì đi chơi? Này gọi chú Tâm có gì Ơi. không, con nói đi. Chị Tâm nào giao? biết rồi. À có, chị nào giao? Lộ mặt là sao? Đó, là anh đã chuyển hành cho xem rồi mà.
xong cái mẹ không với ông cha dượng con chạy xuống đó là chạm mặt luôn. Dạ, lắm quá con chạm mặt cha dượng luôn. Cái lúc mà con gặp rồi con thấy mẹ không có vui đâu. Chưa, cái điện thoại đang gọi Zalo để lát anh coi. Căng thẳng hả? Trời ơi, vậy là để thay thay mặt ra dự con nó dự bây giờ con nhìn mặt ra rồi gọi cho em con. Dạ rồi rồi vậy có gì em báo em ha. Dạ dạ rồi không nhìn luôn. Anh khỏi gỡ clip em đeo tại nãy giờ em cũng có ghi hình là cấp đó chắc bỡ ngỡ dữ ha. Phải không? Dạ cấp đó có hồi hộp không?